Các con, hôm nay cô và con trở lại học môn luyện từ và câu bài liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ trong sách tiếng Việt lớp 5 tập 2 trang 76 tuần 25. Ở bài học này các con cần nắm 3 phần: phần thứ nhất nhận xét, phần thứ hai ghi nhớ và phần thứ ba luyện tập. Bây giờ cô và con sang phần thứ nhất nhận xét. Các con mở sách giáo khoa trang 76 cùng vào bài với cô. Đã mấy năm vào vương phủ vạn kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương. Chàng thư sinh họ Trương thấy ông luôn điềm tĩnh, không điều gì khiến vị quốc công tiết chế có thể rối trí. Vị chủ tướng tài ba không quên một trong những điều hệ trọng để làm nên chiến thắng là phải cố kết lòng người. Chuyến này Hưng Đạo Vương Lai Kinh cùng nhà vua dự hội nghị Diên Hồng. Từ đấy ông sẽ đi thẳng ra chiến trận, vào chốn gian nguy. Trước vận nước ngàn cân treo sợi tóc, mà người vẫn bình thản, tự tin, đỉnh đạt đến lạ lùng, theo Lê Vân. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Đoạn văn A có mấy câu? Các câu trong đoạn văn A nói về ai? Gạch dưới những từ ngữ cho biết điều đó. Trước khi giải quyết bài tập này, các con cần phải hiểu nghĩa của một số từ. Cố kết kết lại thành một khối vững chắc. Lai Kinh về Kinh Đô. Cô cho các con suy nghĩ 3 phút. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài các con nhé. Đoạn văn A có 6 câu. Câu thứ nhất, đã mấy năm vào vương phủ vạn kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương. Chàng thư sinh họ Trương thấy ông luôn điềm tĩnh. Câu thứ hai, không điều gì khiến vị quốc công tiết chế có thể rối trí. Câu thứ ba, vị chủ tướng tài ba không quên một trong những điều hệ trọng để làm nên chiến thắng là phải cố kết lòng người. Câu thứ tư, chuyến này Hưng Đạo Vương Lai Kinh cùng nhà vua dự hội nghị Diên Hồng. Câu thứ năm, từ đấy ông sẽ đi thẳng ra chiến trận. Câu thứ sáu là câu còn lại các con nhé. Các câu trong đoạn văn nói về ai các con? Nói về Hưng Đạo Vương. Gạch dưới những từ nói về ông. Câu thứ nhất có từ ông. Câu thứ hai, vị quốc công tiết chế. Câu thứ ba, vị chủ tướng tài ba. Câu thứ tư, Hưng Đạo Vương. Câu thứ năm, ông. Câu thứ sáu, người. Bây giờ cô có một bức tranh các con quan sát nhé. Các con biết tranh này vẽ ai không? Tranh này vẽ Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương tên thật là Trần Quốc Tuấn, là một đại danh tướng của dân tộc. Ông sinh năm 1228, mất năm 1300. Ông được phong tước vương tên Hưng Đạo, nên dân ta thường kính cẩn gọi là Hưng Đạo Vương. Năm 1285, quân Mông Cổ tràn qua đánh nước ta lần thứ hai. Hưng Đạo Vương được vua Nhân Tông phong làm quốc công tiết chế, thống lãnh toàn quân chống giặc. Vậy cô nhắc lại, Hưng Đạo Vương tên thật là Trần Quốc Tuấn các con nhé. Từ mà chúng ta vừa gặp, ông, vị quốc công tiết chế, vị chủ tướng tài ba, Hưng Đạo Vương, ông, người, đều chỉ một người, đó là Trần Quốc Tuấn. Vậy từ ông, vị quốc công tiết chế, vị chủ tướng tài ba, Hưng Đạo Vương, ông, người, đây là đại từ, hay còn gọi là những từ cùng nghĩa. Vậy đại từ và những từ cùng nghĩa này được thay thế cho từ Trần Quốc Tuấn nhằm mục đích gì đây các con? Việc thay thế từ ngữ
đã dùng ở câu trước bằng đại từ hoặc những từ cùng nghĩa gọi là cách thay thế từ ngữ các con nhé. Vậy cô nhắc lại một lần nữa. Ông vì quốc công tiết chế, vì chủ tướng tài ba, Hưng Đạo Vương, ông người được thay thế cho từ Trần Quốc Tuấn, được gọi là cách thay thế từ ngữ các con nhé. Bây giờ chúng ta sang bài tập tiếp theo. Muốn biết bài tập tiếp theo là gì, cô và các con cùng tìm hiểu tiếp. Các con cũng lật trang 76 giờ. Đã mấy năm vào vương phủ vạn kiếp, sống gần Hưng Đạo Vương, chàng thư sinh họ Trương. Thấy Hưng Đạo Vương luôn điềm tĩnh, không điều gì khiến Hưng Đạo Vương có thể rối trí. Hưng Đạo Vương không quên, một trong những điều hệ trọng để làm nên chiến thắng là phải cố kết lòng người. Chuyến này, Hưng Đạo Vương lai kinh cùng nhà vua dự hội nghị Diên Hồng. Từ đấy, Hưng Đạo Vương sẽ đi thẳng ra chiến trận. Vào chốn gian nguy, trước vận nước, ngàn cân treo sợi tóc, mà Hưng Đạo Vương vẫn bình thản tự tin đỉnh đạt đến lạ lùng. Đề bài tập 2 yêu cầu chúng ta làm gì? Vì sao có thể nói cách diễn đạt trong đoạn văn A hay hơn cách diễn đạt trong đoạn văn B? Cô cho các con suy nghĩ 2 phút. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài các con nhé. Đoạn văn A hay hơn đoạn văn B vì đoạn văn A dùng nhiều từ ngữ khác nhau cùng chỉ một người hay một đối tượng là Trần Quốc Tuấn. Đoạn văn B lặp lại quá nhiều từ Hưng Đạo Vương. Vậy cô nhắc lại các con thấy, ở hai đoạn văn này, tuy nội dung giống nhau, nhưng cách diễn đạt ở đoạn văn A hay hơn đoạn văn B, vì từ ngữ được sử dụng linh hoạt hơn, tác giả đã sử dụng các từ ngữ khác nhau cùng chỉ một đối tượng, đó là Trần Quốc Tuấn, tránh được sự lặp lại đơn điệu, nhàm chán và nặng nề ở đoạn văn B. Vậy, việc sử dụng cách thay thế từ ngữ có tác dụng liên kết các câu văn với nhau, tránh được việc lặp lại từ nhiều lần. Cô nhắc lại một lần nữa. Việc sử dụng cách thay thế từ ngữ có tác dụng liên kết các câu văn với nhau và tránh được việc lặp từ nhiều lần các con nhé. Bây giờ chúng ta sang phần ghi nhớ. Khi các câu trong đoạn văn cùng nói về một người, một vật, một việc, ta có thể dùng đại từ hoặc những từ ngữ đồng nghĩa thay thế cho những từ ngữ đã dùng ở câu đứng trước để tạo mối liên hệ giữa các câu và tránh lặp từ nhiều lần. Phần ghi nhớ này rất quan trọng, cô mong rằng các con học thuộc để chúng ta vận dụng giải bài tập được tốt hơn. Để giúp cho các con hiểu thêm, cô có một ví dụ sau. Các con lắng nghe. Thi hài Giang Văn Minh được đưa về nước, vua Lê Thần Tông đến tận Linh Cũ, ông khóc rằng: sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ. Các con tìm cho cô từ được thay thế. Từ được thay thế cho từ đứng trước là từ sứ thần và từ ông. Từ ông và sứ thần này nói về ai các con? Nói về ông Giang Văn Minh. Bây giờ cô và các con sang phần ba la mã luyện tập. Bài tập số 1. Mỗi từ ngữ in đậm dưới đây thay thế cho từ ngữ nào? Cách thay thế từ ngữ ở đây có tác dụng gì? Hai Long phóng xe về phía Phú Lâm
tìm hộp thư mật. Người đặt hộp thư lần nào cũng tạo cho anh sự bất ngờ. Bao giờ hộp thư cũng được đặt tại một nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất. Nhiều lúc người liên lạc còn gửi gắm vào đây một chút tình cảm của mình, thường bằng những vật gợi ra hình chữ V mà chị anh mới nhận thấy. Đó là tên Tổ quốc Việt Nam, là lời chào chiến thắng Hủ Mai. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Mỗi từ ngữ in đậm dưới đây thay thế cho từ ngữ nào? Đề bài còn yêu cầu gì nữa? Cách thay thế từ ngữ ở đây có tác dụng gì? Cô cho các con suy nghĩ 2 phút. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài các con nhé. Từ in đậm là từ anh. Thay thế cho từ nào con? Từ hài lòng. Từ in đậm là người liên lạc. Thay thế cho từ ngữ nào? Người đặt hộp thư. Từ in đậm là từ anh. Thay thế cho từ hài lòng. Từ in đậm là từ đó. Thay thế cho từ ngữ. Những vật gợi ra hình chữ V. Cách thay thế từ ngữ trong đoạn văn trên có tác dụng gì các con? Cách thay thế từ ngữ trong đoạn văn trên có tác dụng liên kết các câu văn với nhau. Cô và các con vừa tìm hiểu xong bài tập số 1. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 2. Hãy thay thế những từ ngữ lặp lại trong mỗi câu của đoạn văn sau bằng những từ ngữ có giá trị tương đương để đảm bảo liên kết mà không lặp từ. Vợ an tim, lo sợ vô cùng. Vợ an tim, bảo an tim. Thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi. An tim lựa lời an ủi vợ. Còn hai bàn tay, vợ chồng chúng mình còn sống được. Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? Hãy thay thế những từ ngữ lặp lại trong mỗi câu của đoạn văn bằng những từ ngữ có giá trị tương đương để đảm bảo liên kết mà không lặp từ. Bài tập này cô cho các con suy nghĩ 2 phút. Bây giờ chúng ta trở lại sửa bài các con nhé. Trong đoạn văn này, từ nào được lặp lại các con? Từ vợ an tim, an tim. Vậy từ nào được thay thế cho từ vợ an tim và an tim? Từ vợ an tim thay bằng từ nàng, từ an tim thay bằng từ chồng. Cô đọc lại. Vợ an tim lo sợ vô cùng. Nàng bảo chồng, thế này thì vợ chồng mình chết mất thôi. An tim lựa lời an ủi vợ. Còn hai bàn tay, vợ chồng chúng mình còn sống được. Cô và các con vừa tìm hiểu xong bài học hôm nay. Cô chúc cho các con chăm ngoan học tốt. Hẹn gặp lại các con ở tiết học sau. Chào tạm biệt các con.